Kính chào quý khán giả, mời quý vị đến với chương trình Điểm tựa của mọi người. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai phối hợp Bảo hiểm xã hội Đồng Nai thực hiện. Thưa quý vị, đề án 06 là đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Từ khi triển khai cho đến nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam nói chung, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai nói riêng đã không chỉ làm tốt nhiệm vụ của mình trong xây dựng cơ sở dữ liệu, hạ tầng công nghệ, đội ngũ cán bộ, mà còn phối hợp hỗ trợ nhiều bộ ngành địa phương vì mục tiêu chung. Với các dịch vụ công của ngành được triển khai trực tuyến, liên thông đã đóng góp lớn vào văn minh văn hóa kinh tế của xã hội, đồng thời góp phần phòng chống các hành vi vi phạm mang lại lợi ích toàn diện. Trong đó, việc triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip đã tạo thuận lợi rất lớn cho người dân tham gia khám chữa bệnh. Tính đến nay, toàn quốc đã có gần 13.000 cơ sở khám chữa bệnh triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip, đạt 98% tổng số cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc. Tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, mỗi ngày nơi đây tiếp nhận khoảng 2.500 đến hơn 3.000 lượt bệnh nhân đến khám chữa bệnh. Đối với người có thẻ căn cước công dân gắn chip, đã tích hợp thẻ bảo hiểm y tế hoặc qua ứng dụng VNEID, đã có thông tin hợp lệ về tham gia bảo hiểm y tế, thì khi đăng ký khám chữa bệnh, chỉ cần xuất trình căn cước công dân cho nhân viên y tế để kiểm tra thông tin và làm thủ tục, không cần đem thẻ bảo hiểm y tế giấy đi cùng mà vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế. Tiện lợi là mình khỏi cần đem bảo hiểm y tế, mình lấy căn cước công dân không là được rồi, khỏi đem theo cái kia. Đối với trường hợp khi kiểm tra mã định danh trên căn cước công dân chưa có thông tin hợp lệ về tham gia bảo hiểm y tế hoặc có thông tin chưa trùng khớp, thì nhân viên y tế sẽ giải thích để người dân biết và chỉnh sửa. Thì hiện tại bây giờ là bệnh nhân khi mà đến tiếp nhận khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đồng Nai bằng khám bảo hiểm y tế thì sẽ có 3 cách để bệnh nhân có thể đăng ký. Một ấy là trình thẻ bảo hiểm y tế kèm theo giấy tờ tùy thân có ảnh, ví dụ như là căn cước công dân. Rồi phương án thứ hai ấy là sẽ sử dụng phần mềm VSSID đối với những trường hợp mà mình đã đăng ký thành công VSSID, thì khi mình đăng ký thì mình sẽ mở ứng dụng VSSID lên để được đăng ký. Cách thứ ba là sẽ đăng ký bằng căn cước công dân. Thì đối với những trường hợp mà bảo hiểm y tế đã được tích hợp với căn cước công dân thì chỉ cần xuất trình căn cước công dân, kiểm tra trên cổng bảo hiểm y tế nếu có thông tin bảo hiểm là đã đăng ký được rồi, là có 3 phương án như vậy. Hiện nay ấy, thì bệnh nhân người ta đã được nghe hướng dẫn là chỉ cần căn cước công dân là đã đăng ký được rồi, nên đa phần là bệnh nhân người ta chỉ xuất trình cái căn cước công dân thôi. Cũng một số ít là vẫn xuất trình bảo hiểm y tế, và có một số ít trường hợp ấy là căn cước công dân chưa được tích hợp bảo hiểm y tế thì cần phải xuất trình thẻ bảo hiểm để lấy thông tin số thẻ ở trên thẻ để đăng ký. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi, tránh gây phiền hà khó khăn cho người dân khi thực hiện khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân, Sở Y tế Đồng Nai đã có văn bản đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh đẩy mạnh triển khai sử dụng căn cước công dân gắn chip trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, không được tự ý yêu cầu người bệnh cung cấp thêm giấy tờ, thủ tục ngoài quy định. Như vậy, việc triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip đã tạo thuận lợi rất lớn cho người dân tham gia khám chữa bệnh. Tính đến nay, toàn quốc đã có gần 13.000 cơ sở khám chữa bệnh triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip, đạt 98% tổng số cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc. Riêng tại Đồng Nai, hiện toàn tỉnh đã có 254 trên 262 cơ sở khám chữa bệnh triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip, đạt gần 97%, với trên 805.000 lượt tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân thành công, phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Số lượng số định danh công dân, căn cước công dân được đồng bộ với thẻ bảo hiểm y tế còn hiệu lực để đi khám chữa bệnh bằng căn cước công dân trên địa bàn tỉnh là gần 2.414.000 người. Trên địa bàn Đồng Nai, tính đến hết ngày 14 tháng 9 năm 2023, việc đồng bộ thông tin nhân khẩu có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã đạt tỷ lệ 92%. Con số này cho thấy quyết tâm và nỗ lực rất cao của Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai. Khi tiếp nhận chỉ đạo của từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thì Đồng Nai đã chủ động xây dựng cái kế hoạch số 22.
phân công rất rõ ràng, cụ thể từng nội dung để thực hiện quyết định 06 thành công nhất. Chúng tôi có quyết định ban hành thành lập cái tổ công tác. Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh là tổ trưởng, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc là các thành viên. Cho nên là trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã thực hiện với tinh thần quyết tâm cao, cũng đạt được những cái kết quả rất đáng khích lệ. Hiện nay đã đạt được 92% trong cái số liệu đồng bộ. Và đặc biệt là phối hợp với các ban ngành đoàn thể, trong đó có phối hợp chặt chẽ với công an tỉnh cũng như sở tư pháp để thực hiện các nội dung của đề án 06. Bảo hiểm xã hội tỉnh xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng góp phần đẩy mạnh việc cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nói chung và tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai nói riêng. Việc triển khai thực hiện đề án 06 được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Sự phối hợp tốt giữa các cơ quan, ban ngành, đặc biệt là cơ quan công an giúp cho việc đồng bộ, xác thực giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thời gian qua đạt kết quả nhất định. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sử dụng lao động, người lao động, tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, người thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội, nâng cao hiệu quả xử lý công việc của công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị. Rất là tuyệt vời. Cái đề án 06 cũng đã chỉ đạo rất là quyết liệt khi mà tiếp thu và triển khai cái quyết định 06 về đề án mà Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong đó chúng tôi đẩy mạnh cái việc phối hợp với ngành công an đồng bộ cái dữ liệu quốc gia và hướng dẫn cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sử dụng căn cước công dân có gắn chip để phục vụ cho cái việc đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế một cách thuận lợi. Khi mà người tham gia bảo hiểm y tế dùng cái căn cước công dân gắn chip đi khám chữa bệnh thì tiện lợi. Thứ nhất là không phải dùng cái thẻ giấy như ngày xưa dễ bị hư, dễ bị rách, dễ bị thất thoát, mà chỉ cần là có cái căn cước công dân đến các cơ sở khám chữa bệnh thì chỉ cần quét mã vạch thì sẽ lưu được cái dữ liệu, đưa dữ liệu của người có thẻ ra để mà khai báo thực hiện cái việc chăm sóc sức khỏe. Thứ hai, cái lợi ích đối với cái người có thẻ là giữa công an với bảo hiểm xã hội đã kích hoạt cái việc thẻ bảo hiểm y tế. Cho nên mỗi một lần mà người dân đi khám là dữ liệu đều lưu trữ trong hệ thống, phục vụ cho những cái lần khám bệnh tiếp theo. Khi mà cài đặt cái này thì em thấy cũng rất nhanh, với lại thuận tiện cho mình đi làm giấy tờ hay là đi đâu bằng máy bay rồi sẽ rất nhanh trong việc làm hồ sơ. Thời gian còn lại của năm, Bảo hiểm xã hội tỉnh quyết tâm cao, tích cực phối hợp với các bên liên quan, tiếp tục xác thực, chia sẻ, liên thông và hoàn thành tất cả nhiệm vụ, mục tiêu được giao, đảm bảo chất lượng và thời gian, tiếp tục tạo thuận lợi để người dân, doanh nghiệp thực hiện, tiếp tục rà soát các dịch vụ công để kết nối, bảo đảm an toàn thông tin, tiến tới xây dựng cơ sở dữ liệu lớn Big Data, điện toán đám mây và hướng đến đạt 100% việc đồng bộ thông tin nhân khẩu có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn. Đến tại giai đoạn này là chúng tôi đã thực hiện được sự đồng bộ dữ liệu quốc gia 92%. 8% còn lại là thực sự rất là khó khăn. Thì chúng tôi phải quyết tâm với tinh thần là tìm ra mọi cái phương pháp, giải pháp cũng như kỹ năng xử lý. Và trong lúc cái khó này, chính cái khó này thì chúng tôi mới là kêu gọi tất cả mọi người phải có cái hiến kế, cái cách thức, từ cái việc là chủ động xử lý dữ liệu, đối soát dữ liệu trên hệ thống, khai thác tất cả các cái phần mềm mà đang quản lý dữ liệu của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đang hiện có. Thứ hai là phải xác định là phối hợp với cơ quan nào thật là cụ thể, từng đối tượng nó liên quan đến cái việc phối hợp với từng cơ quan. Đây là một trong những cái việc chúng ta cần phải xác định thật rõ trong từng nhóm đối tượng để chúng ta
đồng bộ cái dữ liệu quốc gia trong những tháng còn lại. Có thể thấy kết quả đạt được trong triển khai công tác chuyển đổi số, thực hiện đề án 06 đã mang lại những thay đổi mang tính bước ngoặt cho mọi hoạt động của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam, góp phần kiến tạo và xây dựng ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam số. Đến đây chuyên mục điểm tựa của mọi người xin phép khép lại. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.